Hôm nay mình ăn món cơm tấm sườn bì chả. Thì trước tiên là mình làm món chả để mình hấp. Chả làm thì có 5 cái trứng vịt nè, hành nè, bột nêm, bột ngọt, tiêu, với lại bún tàu, nấm mèo và 400 g lạc xay. Giờ mình múc hai cái trứng vịt ra, cái lòng đỏ trứng vịt ra để mà lát hồi mình làm trên bề mặt cái miếng chả đó nha, cái sửng chả nha các bạn. Rồi trước tiên mình cho hành nè, bột nêm nè, bột ngọt nè, tiêu. Ở đây mình làm ít ít thôi, tại vì chả nó không có cần làm mặn quá, mình ăn chung với sườn á. Mình làm mình để nêm cái bột nêm nhẹ nhẹ ít thôi nha. Rồi nấm bún tàu, nấm mèo, mình trộn đều lên, trộn đều lên rồi mình để hột vịt vô nha. Mình cũng trộn đều lên luôn. Mình trộn đều nó hòa tan mấy cái gia vị cho nó đều vô thịt với lại bún tàu, nấm mèo, rồi xong mình để vô sửng mình hấp nha. Cái sửng mình có chuẩn bị một cái màng bọc nè. Để đây 20 phút nha các bạn. Kế tiếp là mình ướp thịt. Mình có 600 g thịt nha. Đây mình xài tỏi bằm với lại hành, đầu hành đó. Nếu mà ở nhà các bạn có sả thì để sả vô nó càng thơm. Mình thì mình không có sả. Mình để đầu hành với lại tỏi. Gia vị thì mình có đường nè, bột ngọt nè, tiêu nè, nước mắm nha, màu dầu điều, và sữa đặc. Đặt mình lấy cái thịt mình quẹt nó đi để nó dính cái dĩa đó. Miếng sữa đặc cho cái miếng thịt nó bóng bẩy nha các bạn. Rồi mình trộn đều. Đầu hành ướp nó thơm lắm các bạn ơi. Nếu mình có sả nó càng thơm hơn nữa. Làm cái này có nhiều cách nha. Nhiều khi mình đem đi xay đầu hành với sả với tỏi, mình lấy nước mình ướp. Nhưng mà mình đây mình có chút xíu rồi mình làm miếng, mình ướp như vậy, kiểu như vậy đi. Rồi bây giờ để đây lát rồi mình chiên lên. Đây mình có 200 g bì. Bì này thì người ta để thính vô chung luôn. Để thính vô chung luôn nha. Mình nêm vô một nửa muỗng cà phê đường, 1/3 cà phê muối nha. Tỏi mình phi á, mình mới phi nè, để vô. Để một muỗng dầu tỏi luôn. Ăn cái cơm sườn này nè, mình không có để thịt vô thêm trong bì. Mình chỉ để nguyên si cái bì mình chọn vậy thôi. Rồi cái khâu bì mình cũng làm xong nha. Để một chút muối, một chút đường với lại tỏi phi với một chút dầu phi tỏi hồi nãy đó, mình để vô luôn. Rồi như vậy là mình đã làm xong cái phần bì. Trong đỏ trứng này mình để thêm một miếng dầu điều nha.
này cái xử hấp của mình chín rồi nè. Giờ mình để cái chồng đỏ trứng vô. Nó dính cái chồng trắng nhiều quá, không biết nó có đỏ nó không. Rồi mình để đây mình hấp thêm chừng 5 phút nữa cái chồng đỏ nó chín ra ha. Món này là mình hấp cho trong sửng nó rất là dễ, mình không có cần lường nước nữa. Rồi, rất là ngon nha các bạn. Nếu mà mình nấu trong nồi mình lường nước nó khó lắm. Rồi, xin chào. Xin chào. Mời các bạn dùng cơm sườn bì chả với hai vợ chồng mình nha. Uống cho nó thấm giọng đi. Mình ăn cơm tấm đó các bạn. Cơm tấm đó mình để vô sửng mình hấp rất là gọn nha. Chứ mình nấu thì nó hơi vất vả. Có từng nấu cơm tấm trong nồi rồi. Nó hơi khó nấu. Này nước mắm mình thêm tí nước tương nếu ai thích. Cũng rất là ngon nha các bạn. Cơm tấm sườn bì chả. Để ăn nhiều quá mình cũng có để hột gà. Để hột chả nó có hột gà các bạn. Lòng dữ là mới ăn cơm tấm thì giờ mình xài gạo thường không ha. Mình xài cơm rồi tấm. Mời các bạn ăn miếng chả. Chả này là mình món ruột của mình. Mình ăn cái gì mình cũng thích ăn chả. Mình nêm nhạt nhạt vậy đó cho mình có nước mắm chua ngọt của cơm. Ngon quá. Lết. Rồi xin mời các bạn. Mắm thêm tí nước tương ngon quá hả? Chị Thả lúc nào cũng ăn nước mắm rồi để nước tương vô một chút nữa. Thơm thơm cái mùi nước tương nữa. Tao lấy qua em Trang nữa. Trang của anh Ngọc Thái liền. Ăn nhẹ nhẹ. Mỡ hành này nè. Mình thắng một miếng mỡ đó. Mình lấy cái tóp mỡ mình để vô mỡ hành nó rất ngon. Ăn nó béo béo. Tóp mỡ đây, xin miếng tóp mỡ đây. Ủa không à. Mà các bạn ăn miếng tương nha, giòn giòn béo béo. Sao thấy nước tương thì mình có chưa thấy nào chưa ăn. Thêm một chút xíu ngon.
bên lo, lo bên nói chuyện luôn. Cái miếng chả này nó ăn tại trong thịt bằm mình có bằm một tí mỡ, nó béo béo bún tàu, nó giòn giòn của cái bánh mèo rất là ngon nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn cái clip sau nha các bạn. Mình làm dài quá rồi các bạn coi chắc cũng tại vì hai ông bà già không có gì thu hút. Dạ, không quên gửi đến là những lời chúc tốt đẹp nhất, gửi chúc các bạn mình lúc nào cũng là dồi dào sức khỏe nha. Rồi hẹn lại clip sau. Xin chào. Xin chào.